Không có gì hết. Đây cũng nhựa không thôi. Không có gì hết. Quan trọng anh này nè, anh này chắc có motor rồi nối với mấy cái bánh bánh răng để mà nối với mấy cái bánh ngoài này thôi. Mình nghĩ chắc cũng đơn giản. Cứ tháo ra đi. Xin chào các bạn. Hôm vừa rồi các bạn yêu cầu mình review thử xe lửa đồ chơi. Và hôm nay mình mua bộ xe lửa đồ chơi này về review. Để thấy yêu cầu của các bạn gì đó ha. Đây. Khám phá xe lửa đồ chơi. Nhìn cũng đẹp ha. Mở ra coi. Nhắm kêu rồi. Lấy nhân vật chính ra thôi. Ui dạ. Rụng tay. Được rồi. Đây. Nhìn đẹp nè. Thì mình chơi thử nha. Trước khi tháo bành này mới ấy ra thì mình phải chơi máy chạy vài vòng đó chứ. Này ráp sao đây. Ráp thử. Đó. Xong cái đường ray. Giờ tới cái xì lửa. Đấy, xì lửa này chỉ có như đây thôi. Ba cái như này thôi. Chắc là để móc vô. Rồi. Đúng không ta? Chắc đúng rồi đó. Này mở ra sao đây? Này, xài một viên pin nè. Pin AA, một viên pin AA. Nó ghi rõ nè các bạn. Ở trên xe lửa nó có ghi luôn nè. Một viên pin AA thấy chưa? Rồi, giờ đi kiếm viên pin thôi. Có rồi đây, một viên pin. Bỏ vào. Gắn vào lại. Mở lên coi. Ôi, chạy vô này các bạn. Nè. Ồ, giờ mình gắn vô kia ha. Chà. Cái này nhớ lại ngày xưa quá ha. Chạy nào. Không vấn đề gì đấy. Cảm giác hình như là mình đã lộn cái đường ray rồi. Đã lộn đầu phải không? Mấy cái mối nối này nằm dưới thì phải. Quay lại coi. Đúng rồi đó. Thử xem. Rồi chạy. Thử coi. Đúng rồi nè. Nhìn cũng vui con mắt ha. Rồi, tới phần quan trọng là giờ tháo anh ấy ra để khám phá anh ấy trông có gì nhé. Rồi, dừng lại, không chạy nữa. Rồi, nằm đó đi. Máy này thì bình thường thôi, chỉ có nhựa thôi nè các bạn. Không có gì hết. Đây cũng nhựa không thôi. Không có gì hết. Quan trọng anh này nè, anh này chắc có motor rồi nối với mấy cái bánh bánh răng để mà nối với mấy cái bánh ngoài này thôi. Mình nghĩ chắc cũng đơn giản. Cứ tháo ra đi. Bin. Đây. Cái này nó có cái khớ, có cái khóc, cái đầu nối nè các bạn. Cái chốt nè, bật ra. À, dễ này mà. Đây là ngay mấy cái điểm tiếp xúc nè, nối với mấy thanh kim loại phía dưới để nối vào cái motor. Đúng như mình nghĩ thôi. Motor này nối với mấy cái bánh răng nè. Đấy, nối với mấy cái nhông, mấy cái bánh răng này để cho kéo quay các cái bánh xe này chạy trên đường ray thôi. Đơn giản ha.
như đấy. Rồi. Đúng rồi nè. Đúng rồi, chính xác. Giờ mình ráp lại đơn giản quá. Motor này motor nhỏ thôi các bạn. Mấy cái đồ chơi hay sử dụng motor này nè. Bây giờ mình ráp lại ha. Ráp lại coi còn chạy được không. Có cảm giác như mình ráp lộn đầu phải không ta? Ráp ngược đầu thì phải. Đúng rồi, không có. Không bị gì hết. Đúng rồi, bình thường. Bỏ pin vô thử coi. Rồi. Được rồi nè. Thôi chọc chỗ này chút. Ổn. Chạy bình thường nè. Rồi giờ mình gắn vô lại ha. Gắn hai này nữa. Rồi đẹp. Chắc gì đây? Hợp lý. Được rồi. Bật lên thử coi. Rồi đẹp rồi đó. Rồi. Thôi vậy là các bạn gì đó mà yêu cầu mình review thử xì lửa rồi chơi chắc hài lòng rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn cũng như cũ. Nếu bạn nào thích nhận cái món này cho nhận anh chàng xì lửa này cho con hay cháu hay em út gì mình chơi thì vui lòng để lại comment liên hệ phía dưới nha. Mình xin phép gửi tặng cho bạn đó cái này ha. Mình xin liên hệ với bạn đó qua cái thông tin dưới comment nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.